Làm gì làm, mấy con chúng ta mới có for beginning thôi, chưa có cái gì hết. Beginning of beginning. Nhưng mà chúng ta đã chọn đúng hướng, đã có cái họ rồi, giống như được pass cái test rồi, có visa rồi, chỉ chờ ngày đi về đi ra mẹ thôi. Thì gán nương theo cái đó để mà mình đi được, đi tiếp tục. Cái mà giàu cho sau này về hoàn cảnh đời hay là nghiệp của định nghiệp á, của nhiều đời nhiều kiếp á, mình thấy dọn đi nơi này nơi khác á, thì giàu sau á là cũng biết kiếp cho phụ đưa rồi, cây đú cuốn kinh với hình cha mẹ là mình có. Cho nên cái đó là giàu cho sống mở ở nơi nào lạ, thành phố lạ, có một mình là cũng ok, không có gì phải, không có về Thiên Long Sơn được cũng là cũng được, về trời là ok, không thôi không cần nó được. Ủa mấy cái mền hả? Cái mà mình thấy ở Việt Nam họ thiên rất là đông, nhưng mà họ đâu có phước ngồi đây như chúng ta đâu. Họ cũng đâu có ngồi gần để mà có cái bảy dòng hậu quan của sư phụ blessing được đâu. Họ chỉ là nên những người đó đó cũng sẽ được về, nhưng mà họ dễ có thể bị đời lôi kéo. Nhưng mà những cái người còn âm thầm tâm linh, họ cũng là họ thiên, những người đó là chắc dữ lắm, mà họ không có lên tiếng nói gì hết, họ chưa bao giờ comment ở trên của sư phụ, nhưng mà họ là những người coi trước không á, sư phụ biết về trên nói đó, là những cái người cùng đồng hành nhảy dù xuống một lượt của thời kỳ này, của thời mạt pháp này. Có một sư phụ có một cái bàn rất là đông, mà những cái người mà được nhận lãnh nhiệm vụ đa số là họ giàu có không à. Sư phụ coi lại nguyên cái ekip mà để chờ đức thầy xuất hiện đó, ai là cũng có nhà lẩu bển trăm tầng mấy chục tầng cơ mà, không có ai mà bình thường hết chứ, gọi là bất thường không á, phi thường. Cái bây giờ mới hỏi trên sao họ sao, thì cái phước riêng của họ là ở trên trời họ đã giàu rồi, xuống họ đã khôn rồi, thì bây giờ họ lại cộng thêm tâm linh nữa, rồi họ bây giờ lại biết họ có cái mission, có nhiệm vụ của thời kỳ của hội Long Quang. Nhưng có những người cũng cùng cái mission, cũng thời kỳ cho hội Long Hoa, nhưng mà họ đi lạc đường. Họ đi lạc không phải là do chính bản thân họ đi lạc. Khi họ nắm chức thủ tướng hay là phó thủ tướng hay là bộ trưởng, là vì trong cái nguồn máy, cái nguồn máy của ma quỷ, họ phải làm theo. Khi họ làm theo thì họ rớt đài, họ bị xử, bị bà trên xử đẹp luôn, không vô tù rồi cũng mất chức. Ở trong cái bộ máy chính quyền lớn của Việt Nam á, hồi xưa giờ sư phụ coi á, là hai người cùng nhảy dù chung với sư phụ bị rớt đài. Mỗi một lần mà một người bị rớt, có nghĩa là mấy con phải hiểu cái nhiệm vụ nó dồn về phía hướng sư phụ nữa, nó lại nặng hơn nữa, tại không có một cái dòng đai, mất đi một cái dòng đai bảo vệ, mất đi một cái sự big support lớn, nó có cái đó. Vô vi thì tới ngày hôm nay mấy con cũng biết, bên Việt Nam ai cũng biết, những người tâm linh
những người có thần thông hay những người có linh căn có điển khắp thế giới, người ta biết sư phụ là ai rõ. Nhưng mà cái phần đó là chỉ một trên một triệu người, có một người có cái lực đó, tại nó tới 8 tỷ người lần. Mà những cái người mà lại có thần thông, biết sư phụ rõ là ai, nhưng mà họ lại không có chức gì hết, họ không có verify, họ không có nói được. Sư phụ cần cái mặt vô vi, vô hình lẫn hữu hình, thì nó mới bắt đầu, nó mới kick on được. Giống như con viết một cái software rất là hay nha, nhưng mà không có đủ cái mechanical, con robot không có đủ, nó thiếu tay, thiếu móng tay, rồi thiếu mắt hay sao. Cho nên hai cái nó phải song song, mặt vô hữu hình và mặt thực tế, nó cũng phải happen xong một lượt với nhau. Một người giống như ngày xưa Lưu Bang cũng có chân mạng làm vua, nhưng mà nếu mà không có những cái người đời biết ổng là chân mạng vua, tại vì ổng chảm xạ, người ta nghĩ ổng là người phi thường đó, thì cả nước Tào thời xưa người ta tin dữ lắm. Thấy cái gì lạ lạ là người ta tin người này là chân mạng đế vương, thì là cả nước người ta ủng hộ, thì ổng lên làm được. Còn ngược lại, những cái người mà thời nay á, mình hơi khó hơn là vì nhân loại không còn tin tâm linh nữa. Những cái người có chân mạng á, cũng phải rất là vất vả để mà làm xong cái nhiệm vụ, chứ họ trong bản thân của những cái người đó, họ cũng không có ham muốn gì nữa. Họ chỉ mong làm xong để được về trình tấu với cha. Đó là cái nguyện vọng của những người đó thôi. Những cái chiêu trò độc ác của ma quỷ á, nó làm hư hết cái bộ não của cả 100 triệu người Việt Nam. Cũng giống như ngày xưa Bao Tử, mấy con biết chuyện Bao Tử không? Mấy người lớn tuổi biết, ở trong này có nói họ biết không? Imre chắc không biết thôi, để hồ kể. Hồi xưa ở thời nhà chị ta, nhà Châu hay nhà gì vậy? Hồ chỉ thoáng thoáng là không có nhớ rõ câu chuyện. Cái ông vua đó, ông có một người phi hay hoàng hậu gì, chắc hoàng hậu, mà không bao giờ cười, cái mặt lạnh như tiền vậy đó, mà rất là đẹp. Mà ông vua ông rất là yêu người này, ông làm đủ kiểu hết, ông đeo gao khắp nước, ai mà làm được hoàng hậu cười thì ổng cho bao nhiêu thành trì, bao nhiêu vàng vậy đó. Mà cũng chẳng ai làm được cái bà vợ ổng cười, lúc nào cũng im như là đá vậy đó. Cái con lần Bao Tử thấy cái gì ta, thấy ngọn lửa, cái tự nhiên cái Bao Tử cười, cái ổng thấy Bao Tử cười vì thấy lửa này nè, lắc vậy, cái Bao Tử cười, thì từ đó ổng mới dẫn một lần đó, ổng mới dẫn Bao Tử với dẫn một đống quân tướng đi ra. Thời xưa người ta không có điện thoại, người ta cũng không có cái gì để thông tin, không có đánh máy hay là đánh mọt hay là nhắn tin gì hết á, truyền tin gì hết trơn á. Người ta cách chừng một cây số có một cái đài, thì trong đó có một người đứng dài ở ngoài biên cương vậy đó. Hễ mà thấy giặc tới là cái thằng kia lấy lửa đốt, thì cái thằng kia nhìn thấy ngọn lửa xa trái thì ở đây đốt, người nó đốt dài tới kinh thành cả hàng trăm người, là hàng trăm cây số, thì hễ thấy lửa là biết có giặc tới, là để truyền tin về kinh thành là bằng cách đó. Cái ổng mới ra lệnh cho, mà cái đó là phải có giặc mới được đốt nha, mà cái này ổng chỉ dùng mấy cái đó, ổng kêu đốt cái để cái thằng lính nó phải nghe lời vua rồi. Cái Bao Tử thấy thấy lửa lên, cái Bao Tử cười, cái ông cũng vui phải không, cái ông miễn sao vợ ổng cười là được rồi. Nhưng mà ổng đâu có, ổng quên đi cái đó là để mà trấn biên thị, mà trấn biên cương, đừng cho giặc tấn công vô.
cái ông làm một lần, hai lần, cái ba lần. Cái giờ ở trong triều đình á, người ta cứ tưởng là giặc tới mà giặc không có, thì mấy thằng tướng mấy thằng quân đồ cũng cà lơ cà là mà lần nào ra cũng mượn lửa của mấy cái đài đó để mà làm cho vợ vui vậy. Ê, có ngày cái giặc tới thiệt, giặc tới thiệt, cái mấy thằng quân là sĩ đốt cái mấy thằng tướng ở trong kinh thành, nó đâu có phòng thủ đâu, nó tưởng đâu chỉ làm cho bà đó cười thôi mà. Thì cuối cùng bị mất nước. Đó là nạn Bao Tử, là một gọi là hồng nhan họa thủy. Hữu nhớ mãi mãi câu chuyện đọc sách từ xưa lâu quá. Thì thời nay tại sao Hữu kể câu chuyện này? Nó liên quan đến mình. Cộng sản biết được sấm cơ của Đức Thầy miền Tây, sẽ có thiên tử ra đời, sẽ có một người lập đạo, Chúa sẽ trở lại để mà làm một cuộc sàng lọc để cứu con của Chúa. Thì cái triết lý vô thần đó, nó biết trước, thì nó lập ra quá trời nhiều thiên tử. Bây giờ con thấy trên mạng cũng còn nè, ông gì Nam Cali nữa không, ở Việt Nam cũng quá trời. Thì con nghĩ đến lúc mà thứ thiệt mà sư phụ xuất hiện, người ta có tên không? Chắc là tin được. Rất là khó, con hiểu không? Chứ nếu mà con nghĩ sư phụ mà là người Ấn Độ hay là người Mỹ hay là ở một cái thời đại khác, thì con biết bây giờ là thôi á, mấy con làm gì có hội ngồi đây gần sư phụ vậy? Dạ, dạ, con hiểu không? Dạ. À, thì coi như là cái phước của mấy con, dạ, nhờ dư lượng duyên, nhờ dư cộng. Nó làm hay quá, nó làm cho người ta trắng đen không biết ai thiệt ai giả. Thì cái đó cũng là cái nhức đầu của bề trên, của như phù hộ luôn. Thì từ đó mấy vị mới nói con lộ có hết rồi, nhưng mà họ cũng nhiều người cũng vẫn không tin, vẫn còn chửi. Gần đây có người nói cái ông nội là ai gì, thường ở trên mạng nó có cái câu nhà gì? Cái ông này là ai vậy? Mà lên 5 năm nay trên mạng mà nó lên nó còn nói cái ông khùng này là ai vậy cả nhà. Thì con hiểu cái trí tuệ của người Việt Nam nó thấp đến độ nào. Rất là thấp, nhưng mà lại cho mình rất là khôn. Cái tuổi trẻ bây giờ mà trong khi chú bộ lên mạng là nói chuyện cho có lợi cho ai? Có lợi cho từ 18 tuổi tới 45, nó là cột trụ để giữ nước, để cho đừng có bị nước Việt, đừng có bị thôn tính, đừng có bị Trung Cộng gọi là xóa sổ bản đồ trên thế giới. Chú bộ nhất định kỳ này là cắt đứt lưỡi bò nó luôn á, tải dẫm luôn. Cơ hội rất là ghét cái lưỡi bò này. Ở đâu mà ra có cái lưỡi bò vô duyên quá. Thì nó muốn vẽ lưỡi bò hay lưỡi cọp gì kệ cha nó, nhưng mà mình cứ việc mình cắt. Mà cái mình buồn cái là mình đã hết lòng với quốc gia, hết lòng để mà lo cho tụi nó, mà cái đám mà mình thương mình lo lại ngược lại, lại không hiểu mình. Thì con thấy cái đó lại buồn hơn, đúng không? Cũng giống như con hy sinh cho con của con nhiều quá, cuối cùng nó không có cảm ơn mà nó còn lại đi trách móc con đủ điều. Đó là cái tình cảnh tâm trạng của sư phụ hiện giờ vậy đó. Có nhiều lúc sư phụ cũng buồn nản, cái ở trên mới về dạy hàng tuần á, nói con không có được bi quan, không có được buồn, phải nhẫn nại. Ở trên cứ khuyên vậy thôi, rồi khuyên hết đệ tử hội thiên từ trong nước ngoài nước phải vững lòng tin với Thượng Đế. Bữa cha cũng dạy như vậy, Đức Thầy cũng dạy như vậy. Cơ trời đi hàng nghìn năm không bao giờ sai. Nếu mà sai thì ông Chẳng Trình sai, ông Lưu Bá Ôn sai, ông Nọt Trò Đơn Mít sai, ông Sư Giải Bán Khoai cũng sai, Đức Phật Thầy Tây An cũng sai, rồi Đức Phật Chùm cũng sai. Ô, tất cả mọi người đều sai, và Venga đều sai luôn sao? Chúa Giêsu cũng sai luôn. Chúa Giêsu cũng tiên tri, ông trở lại. Cho nên chỉ có một mình sư phụ biết là 1 triệu trên 1 triệu% thì mình cơ trời sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì nó còn hơi, mình gọi là chút xíu, những cái người, những cái đứa mà như kiểu kiểu nãy câu chuyện Bao Tử sư phụ kể, họ cái dưỡng dưng thôi, tại vì giả nhiều quá.
con hiểu không? Rồi đến lúc mà thứ thiệt xuất hiện, không họ không biết nào thiệt giả. Dạ. Cũng giống như ở Việt Nam, con thấy Trung Cộng nó làm, nó nấu cơm á, cả nồi đúng không? Dạ. Nó để chất hóa học vô bằng mũ mà. Rồi nó làm cơm đầy cả nồi, nó bán cho học sinh đại học ăn. À mà tụi nó cũng ăn ngon lành, ăn rồi bây giờ đứa nào nó bệnh chết lẻ tẻ quá trời luôn. Tội này nghiệp. Chợ Kim Biên cũng vậy, con thấy không có cái gì mà nó không chích thuốc. Nhiều lúc cái gì mà mình lụm vô miệng con cái nha, miệng mà cũng cầm ông chích nó chích nữa. Con nghĩ nó có giờ dễ sợ luôn á. Dạ, nó nhiều giờ. Con tôm nó cũng chích. Con tôm nó chích là con tôm còn hơi bự, con tép hơi lớn nó cũng chích nữa. Cái trứng vịt đó, trứng gà đó mà cũng làm bằng bịch ni lông được nữa. Chứ hổ không có thể tưởng tượng sao mà con người có thể ác như vậy, con hiểu không? Quá trời ác luôn. Giờ tổ yến nó cũng làm giả được luôn. Tổ yến là giả lâu rồi tại loại mắc tiền. Cái cha bồ, cha bồ của mình á, có bao nhiêu tiền nó có đáng vậy đâu. Vậy mà nó cũng nhuộm màu giả nữa. Từ màu xanh nó nhuộm màu đỏ ở với đạo Phật, con thấy khủng khiếp. Chứ hổ quá trời quải luôn. Cái thế gian này đúng là thời ma quỷ, thời sàng lọc. Chẳng qua là lúc ở trên trời phụ sinh cha để cho cái trái đất đừng có bị reset lại á, giống giống điện thoại nhiều lúc nó hết memory hay nó rối trong đó đó, cái người ta bấm cái nút reset đó, nó erase, nó xóa hết trở lại cái điện thoại đúng không? Thì cái trái đất này lâu lâu á, cứ mấy chục ngàn năm cha cứ bấm cái nút reset lại để cho đừng có cái chuyện mà gọi là quên đi về thăng tiến tâm linh, quên đi thần hồn mà lo tu tập. Còn họ cứ chạy theo technology, chạy theo cái điện thoại, chạy theo cái thông minh của thế gian bào chế ra, họ sẽ đi sai đường. Mà tự kỳ đó cho hộ nghĩ là cho hộ xuống để mà có thể làm được cái gì thì làm, sàng lọc được, làm những cái phương thức này phương thức khác. Từ lúc sư phụ cuộc đời sư phụ là cuốn kinh sống, có tiền thì cũng không ham tiền, lúc nghèo thì cũng vẫn là quân tử, không có mượn ai, cũng không có nhờ ai. Nhiều lúc sư phụ có mấy người bạn rất là giàu, xuống hội lọc học ở đại học ở dưới Lodge, sư phụ rất là tự ái. Tao ngủ ngoài xe miễn đừng có bị trúng gió chết là được rồi. Sư phụ chỉ nghĩ đơn giản thôi. Còn tắm nước nữa, hai ngày tôi tắm lại cái vòi nước của ai hay là vô trong 24 Fitness mình tắm. Nhưng mà sư phụ nhất định không có mượn thằng nào tiền mà đi xe phòng. Không có tiền trả tiền phòng. Có 200 đồng một cái phòng mà cũng không có tiền. Sống vậy. Rồi cuối tuần gặp bạn bè thì sao? Trước khi gặp thì mình cũng gán tiền cái vòi nước mình tắm cho sạch sẽ. Chứ mình không có giống như kiểu mà dơ như homeless để nó khi mình không biết. Kiểu tự ái vậy lắm. Cái anh hùng của mình á. Hôm nay cơ trời là đi sư phụ thấy là 97%, còn có mấy phần trăm nữa thì là mình tới rồi đó. Chuyện nó tới rồi nè. Chuyện bao tự cũng hay lắm. Hồi xưa cho phụ đọc cái này ngộ ha. Có thằng vua nào mà ngu dữ vậy ta? Chỉ là lấy nụ cười của một người thôi mà làm đi mất cái quốc gia của mình. Cái bây giờ cái mình mới nhìn thấy. Sau đó thời gian lại có ông gì ta, Chủ Dương nữa. Chủ Dương thì thôi khỏi nói, mê đắc kỷ. Tại nó là quỷ mà, nó có chiêu. Con người mình bình thường nhất mà tỉnh táo mà chánh kiến nhất là khi mỗi ngày con đọc Lăng Nghiêm. Dù chỉ là cứ ngồi đọc. Còn mà không đọc á là dễ dính mấy cái đó lắm. Thí dụ đứa nào á mà đọc cái đó, tự nhiên thằng bồ mình lâu lâu đây đình mấy đứa single đúng không, hoặc là single mom đi đây đình với thằng nào, bảo đảm cái thằng đó mà nó không biết tu á
nó không có bùa hamathon hay là bùa mê, nó cũng có viên tròn tròn gọi là lắc á, để vô cái ly nước cam mấy con đêm đó lắc cũng chết với nó nữa. Nhưng mà có lăng nghiêm mấy con không có bị cái đó, tự nhiên lúc đó mấy vị khiến, mấy vị sẽ khiến mấy con là thôi anh lỡ kêu nước cam mà em không uống, em uống nước lạnh thôi, nước cam. Nó sẽ có cái cách này cái kia, cho nên cái đó rất là hay á. Ba con đọc chữ đại bi, ba con một chữ 108 điểm, và chữ chuẩn đề cũng 108 điểm mỗi ngày. Và kinh thiên tâm của mẹ đọc hết quyển đó. Hay quá. Tinh tấn giống đại tử tiến của mình. Thôi nhận tiếng làm em đi. Nhưng mà rất là vui khi đọc mà mình thành tâm, mình hiểu được tâm chữ của mẹ điện xuống trong cái kinh đó. Mình nhận, mình cảm được lắm. Thôi chị không phải là chị nói để mà mấy con ấy, tất cả là chúng ta là một, họ thiên hết, thương nhau hết, không đứa nào được giận, đứa nào quá ba ngày. Ngược lại sư phụ cũng vậy, đứa nào làm lỗi tệ nhất sư phụ cũng không có quyền giận mấy con quá ba ngày. Đó là lời cam kết chung khi mà thầy trò mình có cái buổi gặp nhau, đúng không? Nhưng một đứa có những lúc tu còn dở, rồi một đứa tu giỏi, tại vì tánh tình mà lục căn mà dễ sân dễ giận, thì nên ở mấy nơi xa nên kiếm một đứa bạn đây nè, hai ba đứa để mà hiểu tình hình tu chung, tại tu một mình nó cũng hơi khó đó. Rồi một đứa ở đây đã hơi, bữa nay ba chị em mình đọc kinh, phải tham nhau đọc kinh nha, là có phải là cộng lực nhau hết. Một đứa mà đọc dấp chữ á thì cũng kéo tài lực, lúc đó là chia chung giống như corporation rồi, chia đều hết. Thì đứa nào mà làm leader của cái group đó, đứa đó có nhiều công đức nhất. Thì thứ nhất, nó làm cho một đứa họ thiên tinh tấn, và cả bản thân mình cũng tinh tấn. Còn hơn là lẻ tẻ một mình á, có ngày mấy con dễ đãi rồi cái sẽ bị thụt lùi á. Cho nên ít nhất cũng là một hay hai ba người thành một cái nhóm. Rồi cái ba người cái mình có cái nhóm Bắc Cali, nhóm Nam Cali vậy đó. Đây trên nó có nhiều đại tử lắm mà. Đọc phay tham kinh đó. Đứa nào có quyền tự do tạo riêng ra một cái nhóm riêng của mình đọc kinh. Ăn cơm ngon. Ê Tiến, đại tử Tiến rồi. Ê đại tử Tiến, lại lấy đồ ăn cho anh Thư rồi con. Hả? Không, tại này nó xiên, nó chứ đâu có ý gì đâu. Hỏi coi anh Thư ăn gì con lấy ăn. Hả? Con đi làm gì con làm. Lâu ngồi bằng đêm nói chuyện đây cũng vui hả? Đổi không khí. Mát nữa hả? Hôm nay cũng mát. Ở đây có hàng tuần thì cũng mình có núi Thiên Long Sơn, mấy con vững cái đường hơn, vững lòng tin hơn. Mình có buồn bực hay có chuyện gì gia đình, con cái, công ăn việc làm, về Thiên Long Sơn cái là mấy con xả hết, hết buồn liền, hết buồn liền. Nhưng mà con được cái đó, con phải thương những anh chị em của mình họ thiên ở bên nước Việt bây giờ á. Thứ nhất không có việc làm, thứ hai nếu mà mưa thì nhà lụt, mà nắng thì nóng cực kỳ. Rồi bệnh nhiều lúc người ta nghèo á, người ta không có tiền đi vô nhà thương cũng chết. Họ thiên bây giờ nhiều người chết lắm, đó là sàng lọc vậy đó. Nhưng mà ít nhiều á, ở phương xa họ mang họ thiên thì ở trên cũng rước hết.
tuy là không có được phước như những đứa con họ Thiên bên Mỹ phải không, nhưng mà bên kia thương nhau hết, ở bờ trên tính giống nhau hết. Mình cũng phải trân trọng. Mà có nhiều đứa ở đây á, có Thiên Long Sơn mà không chịu tu, cứ lăng tăng làm gì đó không. Mấy đứa bên Houston á, nó cũng tội nghiệp. Mình đâu có được như vậy đâu. Có cái Thiên Long Cung, Thiên Long Giang cũng chưa có tượng, cũng chẳng có thờ gì nhiều trong đó. Ok rồi con, mặc áo vào để lạnh đó nha. Chào chào, bye bye.